Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách trồng rau mầm đậu Hà Lan bằng phương pháp thủy canh tại nhà nhé. Phương pháp trồng thủy canh này phù hợp với những người ở chung cư, ở phòng trọ hay không có một không gian rộng. Nó không hề tốn thời gian, không mất thời gian chăm sóc, có rau sạch để ăn, tự tay mình trồng được, rất đơn giản, dễ trồng. Bây giờ, mọi người cùng mình bắt tay vào trồng rau mầm đậu Hà Lan nhé. Để trồng được rau mầm đậu Hà Lan thì mình sẽ chuẩn bị khay mầm và gói mầm đậu Hà Lan. Mình sẽ sử dụng hai gói 50g như thế này. Mình sẽ cắt gói mầm này ra nhé. Như mọi người có thể thấy, hạt giống rau mầm đậu Hà Lan to hơn hạt giống của những loại rau mầm khác. Vì thế, mà cây cũng sẽ lên to và cao hơn. Tiếp theo, thì mình sẽ bắt đầu ngâm mầm đậu Hà Lan với nước ấm từ 4 đến 6 tiếng. Nếu mọi người sờ trực tiếp bằng tay thì chỉ cần thấy ấm ấm tay là được. Đừng ngâm nóng quá vì nóng quá nó sẽ bị chết mất hạt. Nếu người nào cẩn thận thì ngâm với nước ấm 35 đến 40 độ là phù hợp nhé. Mọi người có thể pha theo tỷ lệ 2 sôi 3 lạnh là được nè. Và để trồng được rau mầm thì mình chỉ cần dùng một khay như thế này thôi. Khay có cấu tạo hai lớp, lớp dưới chứa nước, lớp trên có cấu trúc dạng lưới để rau có thể cắm rễ xuống hút dinh dưỡng. Khay được làm bằng nhựa nguyên sinh an toàn cho sức khỏe, nên mọi người yên tâm nha. Sau khi ngâm từ 4 đến 6 tiếng thì hạt đã nở ra như thế này rồi nè. Bây giờ, mình sẽ đi rửa lại với nước, mọi người chỉ cần rửa lại 2 đến 3 lần nước là được. Sau đó, mình sẽ đổ nước vào khay mầm. Mọi người hãy đổ cách 0.5mm so với khay trên, bởi vì nếu đọng nước trên mặt trên nó sẽ dẫn đến tình trạng hư hạt, hoặc xâm sấp mặt như thế này thôi nhé. Bước tiếp theo, mình sẽ tiến hành quá trình thứ hai là quá trình rắc hạt. Mọi người chỉ cần rải hạt lên như thế này thôi, cố gắng cho một lớp hạt, tránh để hạt này chồng lên hạt kia. Đây là cây rau mầm mọc rất là ít lá, lên mầm rất là đều và đẹp, ngoài ra nó còn dễ ăn nữa. Sau đó, mình sẽ lấy khay khắc úp lên, hoặc mọi người cũng có thể dùng bìa cắt tông như thế này. Mình sẽ ủ hạt trong 2 ngày nhé. Sau 2 ngày, thì rau mầm đã lên đều và rễ cây cũng dày như thế này rồi. Mọi người nhớ thay nước hàng ngày, và giữ ẩm cho khay mầm của mình nha. Sau 4 ngày, rau mầm đã lớn hơn và rễ cũng dày hơn rồi nhé. Sau khi đã thay nước xong, thì mình sẽ để khay rau mầm của mình vào chỗ có ánh sáng nhẹ, ví dụ như trong nhà, hay dưới bóng râm mát. Vì rau mầm còn rất yếu, nếu chúng ta cho ánh sáng mạnh thì sẽ bị chết rau mầm. Mọi người có thể thấy, rau mầm của mình sau 6 ngày đã to và cao hơn rất nhiều rồi. Bây giờ, mình sẽ cho ra ngoài ánh sáng mạnh một chút, để cho cây quang hợp tốt nhất, nó tạo chất diệp lục, cho có nhiều vitamin nhé. Ngoài trồng rau mầm đậu Hà Lan, mình cũng trồng thêm rau mầm củ cải trắng nữa. Đây là hình ảnh hai loại mầm đã đến ngày thu hoạch nè. Trồng rau mầm như thế này, rất dễ trồng và nhanh được thu hoạch. Sau khi thu hoạch mà ăn không hết, thì mọi người cũng có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh từ 2 đến 3 ngày nhé. Sau 7 ngày, rau mầm của mình đã lên cao như thế này, thì mình sẽ bắt đầu thu hoạch nha. Như mọi người cũng đã thấy, thì tỷ lệ nảy mầm rất là cao. Như thế này, là các bạn có thể ăn sống hoặc trộn salad được rồi. Nhưng nếu muốn để ăn lẩu, nấu canh, hay xào thì nên để thêm 3 đến 4 ngày nữa nhé. Bây giờ, mình sẽ dùng kéo, hoặc dao nhỏ để cắt sát gốc. Hạt giống rau mầm đậu Hà Lan chứa nhiều hàm lượng vitamin B, khoáng chất, chất xơ, protein, men tiêu hóa, đứng đầu các loại ngũ cốc và rau xanh. Ăn rau mầm đậu Hà Lan giúp sáng da và tăng sức đề kháng cho cơ thể. Rau mầm đậu còn có lợi cho sức khỏe con người, hiệu quả cao với phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ, ăn kiêng, người bị bệnh tim mạch, thận, béo phì, xơ vữa động mạch. Đây là kết quả sau khi mình đã thu hoạch nè. Video của mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay và hữu ích, hãy bấm like và bấm đăng ký kênh của Tạ Gia Trang để đón xem các video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!